Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã trở lại hoạt động với không khí giao dịch khẩn trương sôi động. Với mục tiêu khơi thông dòng chảy tín dụng, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, ngay từ đầu năm, các ngân hàng đều quyết tâm cao nhằm sớm hoàn thành kế hoạch mục tiêu đã đề ra. Mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết, hầu hết các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều có lượng khách hàng đến giao dịch đông. Tập trung chủ yếu là các giao dịch gửi tiết kiệm, mở tài khoản, chuyển tiền, nộp tiền vào tài khoản chuẩn bị cho kế hoạch phương án sản xuất kinh doanh mới. Theo các ngân hàng thương mại, dù hiện nay giao dịch qua ngân hàng điện tử phát triển mạnh, nhưng nhiều người dân vẫn lựa chọn đến giao dịch tại quầy với mong muốn hy vọng có được nhiều may mắn, sung túc đủ đầy cho năm mới. Có một chút tiền trong năm cũ cũng như là đầu xuân năm mới thì đến ngân hàng để gửi vào ngân hàng để một cái lãi suất cũng như là cái tiết kiệm đầu năm mới thì mong sao để cho sang năm 2024 này nó có phát triển tốt hơn. Với thanh khoản dồi dào, ngay từ đầu năm các ngân hàng đã tập trung triển khai giải pháp tăng trưởng tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, đồng thời hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các hoạt động tăng trưởng là xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng phù hợp từng đối tượng khách hàng và thị trường. Nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, nhất là nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp, phục vụ đời sống tiêu dùng của người dân. Chiều qua 15 tháng 2, tức chiều ngày 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn, huyện Bá Thước đã tổ chức Tết khuyến học năm 2024. Thời gian qua, công tác khuyến học khuyến tài luôn được huyện Bá Thước quan tâm chỉ đạo thực hiện một cách hiệu quả. Các phong trào gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập được đẩy mạnh, xây dựng quỹ khuyến học được các cấp hội chú trọng. Từ phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến. Nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi, nhiều thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài được các cấp khen thưởng. Hiện nay, quỹ khuyến học huyện Bá Thước có tổng số trên 4 tỷ 300 triệu đồng. Tết khuyến học năm 2024, huyện Bá Thước đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học cho 5 cá nhân, khen thưởng 240 cán bộ, giáo viên, sinh viên và học sinh có thành tích trong công tác khuyến học khuyến tài. Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh hoạt động ổn định thông suốt, không ghi nhận các cuộc tấn công mạng gây hậu quả nghiêm trọng và không để xảy ra nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin. Trong những ngày nghỉ Tết, hệ thống theo dõi, giám sát an toàn thông tin tỉnh Thanh Hóa vẫn hoạt động liên tục nhằm phát hiện và phân loại các đợt tấn công mạng. Các máy tính của cơ quan đơn vị bị lây nhiễm mã độc hoặc có kết nối nguy hiểm đến các tên miền độc hại trên Internet. Ở cấp cơ sở, trong dịp Tết Nguyên đán 2024, gần 900 cơ quan đơn vị quản lý nhà nước đã triển khai đầy đủ biện pháp bảo vệ, tập trung vào rà soát, kiểm tra và bóc gỡ các phần mềm độc hại cho toàn bộ máy chủ, máy trạm trong hệ thống mạng, khắc phục triệt để các lỗ hổng bảo mật, đặc biệt là lỗ hổng từ hệ điều hành Microsoft. Về việc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông Internet, 100% nhân lực công nghệ thông tin đã được chia ca làm việc trong suốt kỳ nghỉ Tết, đảm bảo duy trì đầy đủ cán bộ để hỗ trợ và khắc phục sự cố kịp thời. Chúng tôi tăng cường nhân lực xử lý kiểm tra, gỡ bỏ các phần mềm độc hại cho máy tính của khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet của VNPT Thanh Hóa và có địa chỉ IP nằm trong danh sách IP mạng botnet được Trung tâm An toàn Thông tin của tập đoàn VNPT rà soát và cung cấp. Tôi đã thực hiện sao lưu dự phòng toàn bộ dữ liệu theo định kỳ và theo thời gian thực để lưu trữ tại nhiều địa điểm khác nhau, đảm bảo khả năng khôi phục dữ liệu tại các thời điểm khác nhau. Hiện nay, hầu hết các hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh đã được kết nối liên thông với hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia. Do đó, các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin sẽ được thực hiện và duy trì liên tục, không chỉ trong thời gian lễ Tết, nhằm thiết lập nhiều lớp bảo mật, duy trì hoạt động ổn định của toàn bộ hệ thống thông tin, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ quản lý nhà nước và công cuộc chuyển đổi số. Tối qua ngày 15 tháng 2, đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ban An toàn Giao thông huyện Thọ Xuân đã đến thăm hỏi động viên, chia sẻ, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 47C, đoạn qua xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân khiến 2 người tử vong. Đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ban An toàn Giao thông huyện Thọ Xuân đã thăm hỏi động viên, chia sẻ sâu sắc nỗi đau mất mát với gia đình người bị nạn. Mong muốn anh em họ hàng, bà con lối xóm và chính quyền địa phương trước mắt quan tâm chăm sóc hai cháu nhỏ bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để các cháu nhanh chóng bình phục, đồng thời quan tâm hỗ trợ giúp đỡ đùm bọc, giúp các cháu vơi bớt nỗi đau mất người thân, khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Trước đó,
Vào 11 giờ 40 phút ngày 15 tháng 2, trên quốc lộ 47C, đoạn qua xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, xe ô tô biển kiểm soát 36A83161 do Hà Văn Tuân, sinh năm 2004, trú tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân lưu thông theo hướng từ xã Thọ Lộc lên thị trấn Thọ Xuân đã đâm va với xe mô tô biển kiểm soát 36D1-31302 do Lê Thị Thúy, sinh năm 1986, trú tại thôn 2 xã Xuân Phong điều khiển, chở theo chồng là anh Lê Đức Vinh, sinh năm 1983, con trai Lê Đức Gia Huy, sinh năm 2021 và cháu Trần Gia Bảo, sinh năm 2014, đi theo hướng ngược lại. Hậu quả khiến chị Thúy và anh Vinh tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân. Hai cháu Huy và Bảo bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Qua test nhanh, người điều khiển xe ô tô trong hơi thở không có nồng độ cồn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn để xử lý theo quy định. Trong những ngày tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đông Sơn sẽ tiếp tục kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giao thông. Mục tiêu là duy trì an toàn giao thông sau Tết và mùa lễ hội. Những ngày sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên tuyến quốc lộ 47 đoạn qua huyện Đông Sơn, lưu lượng người và phương tiện du xuân lễ hội tăng cao. Tình trạng người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, lai đèo nhiều người, phóng nhanh vượt ẩu diễn ra khá phổ biến. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Đông Sơn đã bố trí các tổ công tác tuần tra lưu động trên các tuyến đường, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông như người điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm nồng độ cồn, người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, đèo 3, đèo 4. Đối với các trường hợp vi phạm, tổ công tác lập biên bản và tuyên truyền giáo dục pháp luật để người dân hiểu và chấp hành đúng quy định. Chúng tôi đã phân công lên lịch, cụ thể phân công cho từng tổ công tác là đối với các tuyến đường lên xã lên thôn, kết hợp với công an các xã là không nghỉ những kể cả đêm, tăng cường làm nồng độ cồn đối với ban đêm, ban ngày thì xử lý các hành vi lạng lách đánh võng rồi là 3 là 4 tham gia giao thông trên các tuyến đường. Với cái tinh thần trách nhiệm cao thì lực lượng giao thông Đông Sơn là đến nay cũng đã xử lý trên 30 trường hợp vi phạm đối với nồng độ cồn. Thời gian từ nay đến hết tháng Giêng, áp lực giao thông sẽ rất lớn, nhất là trên các tuyến đường dẫn đến khu vực đền chùa, danh lam thắng cảnh. Vì vậy, Công an huyện Đông Sơn sẽ tiếp tục siết chặt tuần tra kiểm soát để đảm bảo giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra ùn tắc và ngăn ngừa tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, giá gạo thế giới sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024 do nguồn cung bị hạn chế. Xuất phát từ việc Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo, trong khi đó nhu cầu gạo vẫn tăng trong dịp lễ Tết. Những yếu tố này sẽ tạo động lực cho giá gạo tăng cao. Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan dự báo xuất khẩu gạo của nước này sẽ giảm trong năm nay. Thái Lan hiện là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, trong khi Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba. Xuất nhập khẩu gạo thế giới trong năm 2024 khoảng 52 triệu tấn, giảm 710.000 tấn so với mức dự báo trong tháng trước và giảm 270.000 tấn so với năm 2023. Trước những dự báo về giá gạo sẽ còn cao trong năm 2024, lãnh đạo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, dù diện tích có xu hướng giảm, nhưng năm 2024, ngành trồng trọt vẫn giữ vững diện tích gieo trồng lúa đạt 7,1 triệu hectare, sản lượng lúa trên 43 triệu tấn, đảm bảo xuất khẩu từ 8 triệu tấn gạo trở lên. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự báo trong năm 2024, thị trường lao động sẽ phục hồi trở lại. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, để đáp ứng yêu cầu về lao động, thời gian tới cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, thực hiện các giải pháp nhằm thu hút người lao động quay trở lại làm việc, duy trì chuỗi cung ứng nguồn nhân lực, hạn chế xảy ra tình trạng thiếu lao động cục bộ, đảm bảo duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đồng thời có phương án kết nối cung cầu lao động, kết nối người lao động với người sử dụng lao động có nhu cầu, tăng tần suất tổ chức các phiên giao dịch việc làm, ưu tiên các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, hỗ trợ người lao động khi tham gia giao dịch việc làm, đẩy mạnh các giải pháp hướng nghiệp, phân luồng, tuyển sinh đào tạo nghề, chú trọng đào tạo tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để có đội ngũ lao động chất lượng, kỹ năng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Bản tin thời sự 16 giờ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.